giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tập 9. Diệu Tổ tìm mẹ. A Di Đà Phật, những lễ phẩm này là ở đâu vậy? Là do Hoàng Thế Chủ mang tới. Hoàng Thế Chủ tại sao lại tặng quà? Hoàng lão gia muốn mời đệ dạy con trai của ông ấy. Bọn họ đến rồi. Nhất Thanh sư phụ, con trai ta không biết đi đâu rồi, hả? A Di Đà Phật, Hoàng Thế Chủ ngài đừng nóng vội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con trai ta từ nhỏ đã mất mẹ. Đệ vốn định nhờ Nhất Thanh sư phụ chú dạy bảo cho con trai ta, nhưng mà nó nghe ta nói ta mời thầy giáo mới cho nó thì nó liền tức giận, một mình chạy ra ngoài rồi. Hoàng Thế Chủ ngài đừng lo lắng, chúng con sẽ giúp ngài tìm cậu ấy. Hoàng lão gia, con trai của ngài nhìn như thế nào? Đây chính là con trai Diệu Tổ của ta. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta chia nhau ra đi tìm. A-di-đà Phật, cậu nhất định là Hoàng Diệu Tổ Thí Chủ rồi. Chú là ai? Bần đạo pháp danh Nhất Thành. Chú làm sao lại biết để là Hoàng Diệu Tổ, là cha cậu bảo Nhất Thành tới tìm cậu? Lại là cha đệ, đệ sẽ không trở về đâu. Cậu chơi một mình như vậy, không cảm thấy chán sao? Sau khi mẹ đệ mất, thì không còn ai chơi với đệ nữa. Nhất Thành có thể chơi với cậu mà. Chú biết chơi trò gì? Cậu nhìn kỹ nè. Viên đá đi đâu mất rồi? Nhất định là ở trong ống tay áo của chú. Trong túi áo của cậu. Tại sao lại ở trong túi áo của đệ? Chú nói cho đệ biết chuyện này là thế nào vậy? Cậu phải cùng Nhất Thanh đi gặp cha cậu. Được thôi. Nhưng mà chú nhất định phải nói cho đệ biết đó. Chú đã làm thế nào mà biến viên đá vào trong túi áo của đệ? A-di-đà Phật, Hoàng Thí Chủ, chúng con trở về rồi. Diệu Tổ con đi đâu vậy? Cha còn tưởng con đã xảy ra chuyện gì rồi nữa. Cha, con không muốn học với thầy giáo. Con muốn chơi với vị tiểu sư phụ này. Vị tiểu sư phụ này chính là thầy giáo mới mà ta mời cho con đó. Chú ấy chính là thầy giáo mới à? Tốt quá. Cha, sao cha không nói sớm? Con bằng lòng học với chú ấy mà. Có điều con phải làm một việc trước. Mẹ, từ hôm nay trở đi, con bắt đầu học với Nhất Thanh sư phụ rồi. Hoàng Thế Chủ, cậu rất nhớ mẹ cậu đúng không? Trên thế gian này, chỉ có mẹ quan tâm đệ nhất. Mặc dù là mẹ đệ không phải là người xuất gia, nhưng đệ còn nhớ, khi mẹ còn sống mỗi ngày đều ăn chay niệm Phật. Cho đến tận lúc lâm chung, thì miệng vẫn niệm A-di-đà Phật. Vậy mẹ cậu nhất định là đã đi đến thế giới cực lạc rồi. Thế giới cực lạc ở đâu? Đệ cũng muốn đi. Chỉ có những người tu hành tốt mới có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Nhất Thanh sư phụ, chú nhất định là có cách mà. Đệ muốn đi hiếu thuận với mẹ của đệ. Chuyện này, cầu xin chú đó Nhất Thanh sư phụ, đệ nhất định muốn gặp mẹ một lần. Sau này chú có bắt đệ làm gì cũng được. Hoàng Thế Chủ, cậu mau mau đứng dậy, để Nhất Thanh thử xem sao. Đa tạ Nhất Thanh sư phụ. Hoàng Thế Chủ, cậu cũng ngồi xuống đi. Để làm sao bay được như thế này? Chuyện này là thế nào? Thật là vui quá. Hoàng Thế Chủ, hiện nay thần thức của cậu đã rời khỏi thân thể. Cậu phải nghe lời bảo của Nhất Thanh. Nhất Thanh dẫn cậu đi gặp mẹ. Thật tốt quá. Nhất Thanh sư phụ, chuyện này là thế nào? Phiền phức đến rồi.
A-di-đà Phật, hai người muốn đi tới thế giới cực lạc đúng không? Đúng vậy, Đại sư, ngài có thể dắt tụi con đi không? Hoàng Thế Chủ, ông ta không phải là Đại sư, ông ta là do Tinh Linh Ma biến thành ra. Linh Tinh Ma biến ra à? Tiểu sư phụ sao lại có thể nói lời ác như vậy được? Vì Thí Chủ này, Bần Tăng có thể dẫn cậu đi thế giới cực lạc ngay bây giờ đó. Hoàng Thí Chủ đừng để bị ông ta mê hoặc, nếu Thí Chủ không cần Bần Tăng, vậy Bần Tăng xin cáo từ. Nhất Thanh sư phụ, chú có thể cho đệ gặp mẹ ngay lập tức không? Có được gặp mẹ cậu không thì phải xem tâm tính của cậu như thế nào. Đại sư, ngài đừng đi, con đi với ngài. Hoàng Thí Chủ, cậu, đệ không đợi được nữa, đệ phải đi gặp mẹ ngay lập tức. Hoàng Thí Chủ, đừng đi. A-di-đà Phật, nơi đây chính là thế giới cực lạc. Nơi đây chính là thế giới cực lạc à? Thật tốt quá. Hoàng Thí Chủ, không được. Nơi đó là cửa vào địa ngục. Là cửa vào địa ngục à? Thí Chủ, nơi đây đích thực là thế giới cực lạc. Vào hay không là tùy cậu đó. Con muốn gặp mẹ của con ngay lập tức. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. À, ta đang ở đâu vậy? Nơi đây là Đại sư Nhất Thanh sư phụ. Diệu Tổ, là con sao? Mẹ, mẹ ở đâu? Con sao không nhìn thấy mẹ? Con à, mẹ đang ở bên cạnh đó. Con bây giờ đang là người phàm nên không nhìn thấy mẹ. Con phải làm sao mới thấy nhìn thấy mẹ được? Con phải nghe lời Nhất Thanh sư phụ, cố gắng tu hành. Tương lai có thể vãng sanh về đây là có thể thấy mẹ rồi, đoàn tụ với mẹ. À, Nhất Thanh sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? A-di-đà Phật, ngay trong khoảng khắc cậu chuẩn bị bước vào cổng địa ngục, Nhất Thanh đã nghĩ ra một cách. Tụng niệm A-di-đà Phật đưa cậu đến thế giới cực lạc. Tại sao tổng niệm A-di-đà Phật có thể đưa đệ đến thế giới cực lạc? Nhật thiết pháp do tâm tưởng sanh. Địa ngục và cực lạc đều do tâm tánh biến hiện ra. Cảnh tùy tâm chuyển. Nhất Thanh dùng niệm lực ảnh hưởng đến tâm tánh của cậu, khiến cho hoàn cảnh xung quanh cậu thay đổi, giúp cậu đến được thế giới Tây Phương. Vậy tại sao thế giới cực lạc ngay tức khắc lại biến mất? Nhất Thanh đạo hạnh không sâu, chỉ có thể giúp Thí Chủ đến đó một thời gian ngắn thôi. Để phải làm sao mới có thể ở nơi đó vĩnh viễn? Vậy thì cậu phải tu tập cho thật tốt. Để bây giờ sẽ xuất gia. Theo chú học xuất gia. Bây giờ xuất gia chắc chắn là không được. Cha, con muốn gặp mẹ. Chỉ có xuất gia mới giúp con tu hành tốt hơn. Đừng nói nữa. Cha chỉ có duy nhất một mình con. Con không được xuất gia. Để giao con trai cho chú dạy bảo nó. Chú lại dẫn dắt nó muốn xuất gia. Sau này chú không cần phải dạy con ta nữa. Điều là Nhất Thanh không tốt, khiến cho Hoàng Thí Chủ phải phiền não. Chuyện này không trách đệ được. Đứa trẻ đó có tấm lòng hiếu thuận, đáng khen ngợi. Đúng rồi, hiếu đạo. Lão gia nhà ta nhốt thiếu gia ở trong thư phòng, không cho cậu ấy chạy ra ngoài. Thiếu gia đang nổi cáu đó. Nhất Thanh có cách. A-di-đà Phật, Hoàng Thí Chủ, cậu ở đây giận dỗi là hành vi bất hiếu đó. Đệ muốn đoàn tụ với mẹ, hiếu thuận với mẹ thật tốt. Tại sao lại là bất hiếu? Cậu tận hiếu với mẹ cậu, thế còn cha cậu thì sao? Chuyện này, tận hư không biến pháp giới, toàn bộ vũ trụ chính là một chữ hiếu. Đại thừa Phật Pháp cũng là kiến lập trên nền tảng chữ hiếu. Cậu muốn giảng sanh về Tây Phương thế giới thì đầu tiên phải hiếu thuận với cha cậu. Cha chỉ quan tâm chuyện làm ăn của ông ấy thôi, trước giờ có quan tâm đến đệ đâu. Thiên hạ này làm gì có cha mẹ nào không quan tâm tới con cái chứ. Thân làm con cái, phải dùng tâm để cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, còn phải dùng tâm để cảm nhận sự mong muốn của cha mẹ mới được. Cha không cho đệ xuất gia, đệ vẫn có thể vãng sanh về thế giới cực lạc không? Đương nhiên là có thể rồi. Mẹ của cậu không xuất gia, nhưng vẫn vãng sanh về thế giới cực lạc đó thôi. À, đúng rồi. Xuất gia phải tùy duyên, không được tan duyên. Nếu như cha mẹ người thân không đồng ý, mà chúng ta cứ quyết xuất gia là bất hiếu đó. Đối với việc hiểu thảo còn không làm được, thì làm sao mà tới thế giới cực lạc được? Đệ hiểu rồi, đệ đi nhận lỗi với cha. Phu nhân, lúc bà lâm chung, ta từng hứa chăm sóc thật tốt cho Diệu Tổ. Nhưng mà những năm này tôi chỉ lo buôn bán làm ăn, chỉ là muốn cho Diệu Tổ có một môi trường sống tốt đẹp hơn, để cho nó có thể vô tư thoải mái học hành. Nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu rồi, điều nó cần hơn là sự quan tâm của người thân.
Tôi không có cách làm tốt trách nhiệm của một người cha. Bây giờ nó không nghe lời của tôi, cũng không thể trách nó được. Cha, con sai rồi. Sau này con sẽ nghe lời cha. Con à. Cha. A-di-đà-phật, thiện tài, thiện tài.